nhận thọ của nhà em thì hầu như là thật, nó so với thị trường thì nó hơi trễ chút xíu, nhưng mà những ngày mà em mà kích thích phân thuốc cho hoa thì thật ra nhận thọ của em hôm nay là được nụ như vậy nè cả nhà. Nó nụ nay được to như vậy, mà nếu như mà trời nắng trở lại á thì hoa sẽ phát triển rất là nhanh luôn, cùng với những cái như em chăm sóc là tưới phân với thuốc á, với cái nhiệt độ trời nắng ánh sáng này kia nọ thì hoa nó phát triển rất là nhanh. Bữa nay cái chậu hoa nó to được như vậy luôn nè cả nhà, cái này cái chậu 3 cây nên là nụ rất là nhiều. Bữa nay mới có 20 Tết à, nên vẫn còn sớm, từ đây tới 23, 25 vẫn còn thời gian đủ để cho hoa nó bắt đầu vương nụ và hoa nở. Cho nên hiện tại thì số lượng nhận thọ của em còn nhiều lắm, khoảng 4.000 chậu lận á, chậu 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, nhưng mà nó vẫn ở cái thời điểm là bắt đầu lên nụ nè nha. Đó, giờ nụ nó đơm đều hết luôn. Nếu như mọi năm á, thì dặn thọ của em bây giờ á, đã lên bông lên màu và lái đã lấy, nói chung á, là người ta lấy còn một số ít để cho mình còn một ít rim ra bãi để bán lẻ thôi. Nhưng mà năm nay á, thì có lẽ là bán lẻ với ngồi bãi chắc là số lượng nhiều rồi. Nhưng mà cũng có một số những cái bãi hoa khác của các anh chị á, đã nở thì có lẽ là tới ngày Tết hoặc những ngày cuối á, thì nói chung là hoa nó sẽ tàn với mà nó không có kịp cho người ta chơi Tết á, thì mình vẫn còn cơ hội, nhiều khi tới đó là hoa nó hút thì mấy ngàn chậu dặn thọ của em cũng có thể cứu vãn được cái giai đoạn mà hoa hút, thì em cũng mong là như vậy. Cho nên là mấy ngày nay là cố gắng chăm sóc hoa. Bây giờ là cái nó lên nụ nha. Cái chậu nào cũng nụ quá trời luôn. Giờ còn như ở đây là dạng thọ là chậu một cây thì bữa nay nó lên nụ và nó mà nó trổ sớm hơn cái dạng thọ bên kia mà chậu ba cây hồi nãy em cho cả nhà xem á, thì cái này nó kích thích nó nhanh hơn nè. Cái này là nó sẽ kịp 23, bữa nay là nó đã lên nụ và lên màu như vậy. Cái này nó chỉ có một cây thôi. Đó. Những ngày mà em sử dụng những cái thuốc kích thích này kia nọ em chia sẻ với mọi người thì hôm nay hoa của em nó cũng có được một cái kết quả. Nói chung là nó sẽ kịp Tết để cho có thể là mình bán 23, 25 được. Còn bên kia thì nó đang bắt đầu ươm nụ. Nói chung là hiện tại bữa nay thì trời nắng lại rồi, nó không còn mưa với bớt cái không khí lạnh, trời râm mát giống như mọi khi á, cho nên là hoa đang bắt đầu làm nụ và bắt đầu phát triển á cả nhà. Cây nó cao lên, nụ nó nhiều hơn và có những cái nụ to thì hôm nay nó đã ngã màu như vậy, thì có thể là em sẽ bán được kịp Tết, nhưng mà số lượng của em thì rất là nhiều luôn á. Nữa là do lúc này nhiều việc cho nên là không có mượn hai để quay phim cho em được á, quay video được, nên là cứ quay một mình, cho nên có những cái nó bị nó không có đầy đủ nội dung hình ảnh, cho nên là em tự em quay lên mình em luôn những cái chậu hoa này. Mình có những gì thì mong cả nhà thông cảm cho em nha. Tuy rằng nó hơi muộn nhưng mà cây của nó rất là chắc, rất là khỏe luôn, nó mập, nó to, xanh lá, mà nụ thì nụ to luôn á cả nhà. Nếu mà nắng như vậy hoài thì là nó sẽ phát triển kịp Tết á. Đây là chậu một cây, nó cũng đang phát triển nụ nhà hoa này, nó lên màu vậy. Mấy hôm trước đó, trời mà râm râm mát đó, rồi hoa nó còn nhỏ, cây nó chưa có cao, chưa có làm nụ, cũng rất là lo luôn. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì những cái mà em chăm sóc ngoài luồng á, nói chung thì mình mạo hiểm thì nó mới có được cái sự ngoài sự mong muốn của mình. Nhiều khi mình không dám mạo hiểm chứ nguyên một cái vườn nhận thọ như vậy khoảng 4.000 chậu mà không có thử thì làm sao mình biết nó có kết quả hay không. Nên nhiều khi thì
mình liều chiến hên hên thì nó được kết quả, thì 4.000 chậu này mình có thể xuất đi được ra ngoài thị trường bán lẻ hoặc là để sỉ gì đó. Nên tại vì những ngày cuối thì cũng có một số anh chị bông của người ta bây giờ đã nở hết rồi, nhiều khi tới ngày cuối thì hoa nó cũng rủ cánh gã tàn này kia nọ thì cũng rất là hút. Cho nên là em cũng hy vọng là bông của mình nó trổ kịp tới ngày đó thì cây nó chắc, bông nó to khỏe gì, nó còn sung sức, cây nó mới á, nó không có bị khô bị lâu á, cho nên là hoa nó phát triển rất là tốt luôn. Nó chỉ có cái là nó hơi muộn nên tàn không có to lớn mà của người ta thôi, nhưng cây nó to chắc khỏe. Cho nên là những cái ngày cuối mà mình mua về để mình trưng thì nó được lâu hơn. Với cái này em cũng bón phân thuốc kích thích nó nhiều nên dinh dưỡng của nó cao, nắng lại cái là nó hấp thụ được dinh dưỡng, nó phát triển rất là nhanh. Nguyên một cái vườn như vậy khoảng 4.000 chậu, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì lái người ta nhìn vô người ta rất là ngại, tại vì sợ nó muộn á, nên người ta rất là ngại luôn. Thấy hoa, thấy cây, thấy nụ thì người ta thích, do cây nó to, nó khỏe, nó xanh lá, nó tốt. Chỉ có tiếc mỗi cái là nó lên được chậm, cho nên là nói chung là năm nay thì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng chung, chứ không phải riêng mỗi một mình em. Nên em cũng mong sao là bữa nay trở đi là nắng bớt mưa rồi thì hoa nó sẽ phát triển tốt hơn, nó đang làm nụ để chỗ bông á.